Bé trai 3 tuổi nguy kịch vì uống nhầm thuốc tẩy bồn cầu. Uống nhầm xăng, bé 17 tháng tuổi nguy kịch. Uống nhầm dầu hỏa, bé trai thiệt mạng. Trẻ uống nhầm rượu, trẻ uống nhầm dầu đốt nến. Thậm chí trẻ uống nhầm nước tẩy móng tay. Hàng loạt những vụ việc trẻ uống nhầm quá chất thương tâm đã xảy ra đã giống lên hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh trong việc cất giữ các loại quá chất tại nhà. Theo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi tháng trung bình bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 ca bệnh nhi uống nhầm quá chất, xăng dầu và các chất độc hại. Và tại các bệnh viện nhi khác, tổng số ca trẻ nhập viện do uống nhầm quá chất cũng tương tự. Nguyên nhân của thực trạng này đa phần là do sự bất cẩn của người lớn. Hiện nay, nhiều gia đình thường có thói quen chứa những loại quá chất như xăng, dầu, rượu hay các loại quá chất tẩy rửa trong chai nhựa hoặc chai nước ngọt cũ và cất giữ tại nhà để tiện cho việc sử dụng, nhất là tại các vùng nông thôn hay những gia đình ở trọ có diện tích nhỏ. Không chỉ thế, nhiều người còn chủ quan để những chai quá chất tại những nơi trong tầm giới của trẻ, như trong góc nhà, trong toilet hay thậm chí là trong tủ lạnh, mà không hề biết rằng thói quen này có thể cướp đi tính mạng của trẻ bất cứ lúc nào. Trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 1 đến 4 tuổi thường rất tò mò và không có khả năng nhận biết được nguy hiểm. Việc chứa những loại quá chất trong các chai nước ngọt sẽ làm trẻ tưởng rằng đó là nước ngọt và uống gây ngộ độc. Ngộ độc quá chất là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, sẽ gây bỏng thực quản, khí quản, gây suy đa tạng, có thể cướp đi sinh mạng của cả trẻ em lẫn người lớn. Đặc biệt, có nhiều phụ huynh khi phát hiện trẻ uống nhầm quá chất với lượng ít, chỉ thấy tổn thương bên ngoài như bỏng rộp môi, miệng, lưỡi, nên thường nghĩ là không sao, nên tặc lưỡi cho qua. Chỉ khi có dấu hiệu nặng mới đưa con đến bệnh viện. Thế nhưng, những loại quá chất đi vào cơ thể, dù ít cũng làm tổn thương các cơ quan bên trong cơ thể. Nếu chậm trễ đưa trẻ đến bệnh viện, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Thì chúng tôi chia ra hai loại là bay hơi và không bay hơi. Thì cái loại mà bay hơi thì thường là liên quan tới là những cái gọi là xăng dầu hoặc là dầu thơm. Thì nó có thể là cái loại đó thì nó ít gây bỏng, nhưng mà nó sẽ gây là gây sặc và nó dễ gây, chúng tôi gọi là cái chứng gọi là viêm phổi hít. Hoặc là nó gây kích ứng, gây hen suyễn. Tức là cái chất bay hơi và đặc biệt là nó ảnh hưởng hệ thần kinh. Cái thứ hai là cái loại quá chất không bay hơi thì có thể là thuốc trừ sâu, có thể là xà bông, có thể là những cái bột giặt, thuốc tẩy, thuốc rửa bồn cầu, nước rửa chén thì nó sẽ gây bỏng thực quản. Còn sợ nhất là thủng trên đoạn mà nối từ họng xuống cái bao tử thì nó thủng, nó dò trong cái khoang lồng ngực, cái đó ghê lắm, cái đó gọi là viêm trung thất, áp xe trung thất, chết gần như 99-100%. Thưa quý vị, khi con trẻ uống nhầm hóa chất, nhiều phụ huynh vì lo lắng mà làm mọi cách để trẻ nôn ra ngay lập tức mà không cần biết hóa chất mà trẻ uống phải là gì. Thực tế đây là một quan niệm vô cùng sai lầm. Việc sơ cứu sai cách cho trẻ sẽ làm cho tình trạng của trẻ ngày một nặng hơn. Vậy cách sơ cứu đúng đắn khi trẻ uống nhầm hóa chất là gì? Sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm đến bác sĩ để có lời giải đáp. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà một đứa trẻ mà bị uống lộn hóa chất thì cái chuyện đầu tiên, nếu mà hóa chất đó là hóa chất bay hơi thì chắc không nên cho nôn ói. Bởi vì nôn ói thì nó cũng giải quyết được vấn đề mà nó còn nguy cơ tăng cái hít sặc. Cái thứ hai là cái gọi là ngộ độc cái hóa chất mà là có tính chất ăn mòn thì lại càng không nên gây nôn. Bởi gây nôn nó sẽ làm tăng nguy cơ bỏng và thủng suốt dọc đường tiêu hóa, là nguy cơ tử vong rất là cao. Như vậy thì chúng ta nên có thể là cho uống nước lọc vừa phải, không có quá nhiều, để mà nạn nhân có thể dễ chịu và không làm chậm trễ, tức là vẫn nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Nguy hại khi trẻ uống nhầm quá chất là hiện hữu. Chính vì thế, phụ huynh cần cẩn trọng trong việc cất giữ quá chất tại nhà. Không chứa quá chất trong các chai nhựa, chai nước ngọt, chỉ nên chứa trong vỏ chai nguyên thủy. Nên bảo quản quá chất trên cao, nơi riêng biệt, tránh xa tầm giới của trẻ em. Mở đầu chuyên mục Trên từng cây số ngày hôm nay, chúng tôi xin thông tin đến quý vị và các bạn một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ vừa mới xảy ra vào sáng nay tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Vâng, có lẽ là nhiều quý vị khán giả sáng nay đi làm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua khu phố Hòa Tân, phường Thuận Giao đã chứng kiến thấy vụ tai nạn thương tâm này rồi đúng không ạ? Người dân địa phương còn cho biết đoạn đường này dốc cong rất nguy hiểm, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây và phóng viên Miền Đông 24 giờ của chúng tôi cũng đã có mặt ngay lập tức tại hiện trường để ghi nhận lại sự việc. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ ngày 8 tháng 11 khi một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy biển số 51N19441 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ quốc lộ 13 về đường Phú Lợi. Đến lúc xe ôm cua qua đoạn ở khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 51C58640 chạy cùng chiều do nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển. Cú va chạm đã khiến nam thanh niên đi xe máy ngã ra đường, bị thương nặng ở đầu, nằm bất động trên đường rồi tử vong sau đó. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và xe máy nằm ở làn đường xe máy, xe tải liên quan đến vụ tai nạn, dừng lại cách hiện trường khoảng 30 mét. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của tài xế, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang thông tin nóng ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian người dân sinh sống tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ phải chịu ảnh hưởng bởi một công ty chế biến hải sản đã xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kết quả điều tra và ký quyết định xử phạt hành chính đối với công ty này với số tiền gần 830 triệu đồng. Hiện toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 200 doanh nghiệp chế biến hải sản với tổng công suất thiết kế trên 250.000 tấn thành phẩm một năm. Các cơ sở sơ chế chế biến hải sản tập trung nhiều tại thành phố Vũng Tàu và các huyện Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Chúng tôi thiết nghĩ nếu các doanh nghiệp không thực sự nghiêm chỉnh chấp hành quy định xử lý nước thải thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường rất lớn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường PC05 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra đã bắt quả tang công ty cổ phần dịch vụ thương mại Đăng Trường đang có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đây là doanh nghiệp chuyên hoạt động chế biến hải sản. Cụ thể, doanh nghiệp này đã lắp đặt một đường ống nhựa để dẫn nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến hải sản ra một hồ nước nằm cạnh khuôn viên của công ty. Được biết, ngoài số tiền phạt, phía công ty cũng phải trả kinh phí phân tích mẫu xả thải ra môi trường với số tiền gần 3 triệu đồng. 20 tỷ đồng, quả là số tiền vô cùng lớn, đặc biệt là đối với những người dân quê, có phải không mấy anh? Đúng là như vậy rồi anh Ngọc Luân à. Và làm lụng cả đời cũng khó mà có thể kiếm được một cái số tiền lớn như vậy, đặc biệt là đối với những người làm nông dân chân chất thật thà. Vậy mà mấy anh và quý vị khán giả miền Đông có biết không, một cặp vợ chồng ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã rất dễ dàng có được số tiền là 20 tỷ này nhờ vào chơi hụi. Thế nhưng không phải là nhân hụi mà là quỵt hụi thưa quý vị. Những ngày này, bà con xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đều đang đứng ngồi không yên vì cặp vợ chồng này. Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết hiện đang khẩn trương phối hợp cùng cơ quan điều tra truy bắt vợ chồng ông Nguyễn Văn Lượm và bà Phạm Thị Mỹ Hiền, hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã xác định được hiện đã có hàng trăm nông dân ở nhiều ấp trong xã bị vợ chồng bà Hiền lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ đồng. Hầu hết nạn nhân đều là nông dân, tiền bị mất là tài sản họ dành dụm, tích góp qua nhiều năm canh tác lúa. Đây chỉ là con số thống kê đến thời điểm này, vì hiện vẫn còn nhiều người trong xã và các địa phương lân cận đang tiếp tục làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng bà Hiền. Người dân rất bức xúc khi căn nhà kiên cố và 8.000 m2 đất ruộng của trùm lừa đảo đã bị ngân hàng phát mãi bán cho người khác. Ngoài việc làm chủ nhiều dây hụi, bà Hiền còn dùng nhiều chiêu thức tinh vi để dụ dỗ người dân trong ấp cho mượn tiền ngàn rỗi với lãi suất cao để bà kinh doanh mua bán nên nhiều người sập bẫy. Cú lừa tiền tỷ của vợ chồng bà Hiền đã khiến nhiều người lâm cảnh khốn cùng, gia đình xào xáo. Sáng nay, ngày 8 tháng 11, trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm một người chết. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tèo, 22 tuổi, quê Vĩnh Long. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, anh Tèo cùng một nam công nhân khác đang làm việc tại một công trình xây dựng nhà ở nằm trên đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9. Trong lúc đang làm việc thì bất ngờ một bức tường cũ của căn nhà đổ xuống đè lên người anh Tèo, khiến anh tử vong tại chỗ. Nam công nhân còn lại đứng xa nên may mắn thoát chết. Nhận thông tin, công an quận 9 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Thường thì khi mua một món đồ mà không thử trước rồi đem về nhà mới phát hiện không vừa hoặc là không hài lòng thì Mai Anh sẽ làm gì? Nếu mà rơi vào trường hợp như vậy thì Mai Anh sẽ ra nơi mua đồ để đổi lại món đồ phù hợp hơn với mình. Thế nhưng mà mới đây vì bức xúc chuyện không đổi được đồ, một vị khách người Đài Loan đã có những hành động thiếu chuẩn mực làm náo loạn cả một siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vụ việc cụ thể như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Sự việc xảy ra tại siêu thị Mega Market tại Bình Dương. Như quý vị và các bạn chứng kiến,
Người đàn ông này miệng liên tục nói và dùng kéo cắt rách hai chiếc quần. Nguyên nhân ban đầu được cho là khi mua hàng, người đàn ông này đã không được thử đồ, đến khi không vừa thì mới đem ra để đổi lại. Thế nhưng nhân viên siêu thị lại không đồng ý vì cho rằng đây là hàng khuyến mãi không thể đổi trả. Vì bức xúc nên ông đã có những hành động như trên. Thưa quý vị, trong tình huống mà chúng ta bỏ quên đồ sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu gặp phải người tốt thì món đồ của mình sẽ được trả lại. Còn trường hợp thứ hai, nếu như mà gặp phải kẻ xấu thì chắc chắn món đồ của mình cũng sẽ không cánh mà bay. Điều này là hẳn nhiên rồi. Tuy nhiên có một điều đáng buồn là nạn nhân trong clip mà Ngọc Luân sắp giới thiệu sau đây lại rơi vào trường hợp thứ hai. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết của vụ việc. Sau khi rút tiền để trả hàng, nam thanh niên đội nón bảo hiểm đã để quên chiếc ví trên tủ rồi đi mất. Lúc này, nam thanh niên bận áo màu cam đứng bên cạnh, phát hiện chiếc ví, đã nhanh chóng dùng tay mình đè lên. Sau một hồi đợi tính tiền cũng như để tránh sự nghi ngờ của chủ cửa hàng, hắn đã dùng hộp đồ đè lên chiếc ví. Trong lúc nhận tiền thối lại, hắn cũng đã nhanh chóng lấy chiếc ví rồi ra xe đi mất. Sự việc xảy ra lúc 9 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11 tại số 2 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện nay khi đi trên đường thì hầu như lúc nào Mai Anh cũng thấy chiếc áo màu xanh của hãng xe ôm công nghệ Grab. Không biết là anh Ngọc Luân có thấy như vậy không ạ? Đúng là như vậy đó Mai Anh. Hầu như mọi tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương đều có. Thế nhưng có những điều cần hết sức chú ý và cẩn thận đối với một số người mặc áo của hãng xe này đó Mai Anh. Không biết là sao anh Luân lại nói như vậy ha? Cũng vì chính vì sự phát triển cũng như là cách thức gia nhập để trở thành thành viên của hãng xe ôm công nghệ Grab dễ dàng, một số đối tượng xấu đã dùng nó để thực hiện ý đồ của mình. Điển hình là vụ việc ngay sau đây, xin mời Mai Anh và quý vị khán giả cùng theo dõi. Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 6 tháng 11 năm 2018 ở đường Tam Bình, quận Thủ Đức. Hai đối tượng này sau một hồi quan sát con mồi và phát hiện không có động tĩnh gì, đã tiến sâu vào bên trong nơi chiếc xe đang đậu. Tên trộm mặc áo đen đảo xung quanh để thám thính tình hình. Lúc này, đồng bọn của hắn cũng nhanh chóng leo lên xe nổ máy, rồi cả hai cùng tẩu thoát. Điều đáng nói là một trong hai tên trộm đang bận áo của hãng xe công nghệ Grab. Trong tình huống này, chủ nhân của chiếc xe chỉ có thể trách mình quá chủ quan, mở cửa cho kẻ trộm đột nhập vào và lấy xe đi mà không bị một ai phát hiện. Cũng xin lưu ý với quý vị khán giả, hiện nay rất nhiều đối tượng xấu lợi dụng áo Grab để thực hiện ý đồ xấu của mình. Rất mong quý vị khán giả cần nâng cao cảnh giác để tránh mất trộm. Thời gian gần đây trên cả nước xảy ra rất nhiều trường hợp tài xế xe bất cẩn không quan sát trước khi mở cửa xe ô tô, gây nguy hiểm khôn lường cho người tham gia giao thông trên đường. Mặc dù đã rất nhiều lần được chúng tôi cảnh báo, thế nhưng tình hình này vẫn không hề thuyên giảm. Và để minh chứng cho điều mà anh Ngọc Luân vừa mới chia sẻ, thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông ngã văng sau cú mở cửa ô tô bất cẩn của một nữ tài xế. Như quý vị và các bạn chứng kiến, chiếc xe ô tô này sau khi dừng lại bên đường, do bất cẩn không chú ý quan sát, nữ tài xế ô tô đã thản nhiên mở tung cửa ngay giữa đường, khiến người đàn ông đi xe máy đâm trúng và ngã văng. Sự việc khiến nạn nhân bị chấn thương vùng đầu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 11 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo khoản 3 điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định rõ, người điều khiển phương tiện khi dừng đỗ xe phải tuân thủ các quy định sau đây. Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý với mức phạt từ 300 đến 400 ngàn đồng. Nếu gây tai nạn cho người khác thì sẽ bị tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng. Chưa kể, nếu người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Với những thông tin trên, hy vọng những người điều khiển phương tiện ô tô vận tải cần nên hết sức cẩn trọng để đảm bảo sự an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông. Mai anh có biết không, sau cơn sốt của bộ phim Sống chung với mẹ chồng thì nữ diễn viên Bảo Thanh đã trở thành gương mặt ăn khách trong các bộ phim truyền hình và quảng cáo. Bản thân Ngọc Luân cũng rất yêu thích những vai diễn của nữ diễn viên này. Và nếu đã là fan của nữ diễn viên xinh đẹp này thì chắc chắn là anh Ngọc Luân cũng đã biết về những lùm xùm gần đây của cô nàng về việc cô bị tố quỵt nợ và vá vỡ hợp đồng đúng không ạ? Ngọc Luân cũng đang định nói đến vấn đề này đó Mai Anh. Thưa quý vị khán giả, sau tất cả những gì đã xảy ra, mới đây lần đầu tiên Bảo Thanh đã lên tiếng về việc này. Sau lời tố cáo, Bảo Thanh cho biết cô có nhận lời đóng quảng cáo cho thương hiệu thẩm mỹ. Tuy vậy, hai bên chưa hề ký hợp đồng bằng văn bản, vì thế cô không thể vi phạm hợp đồng và sự việc đã bị bóp méo nhằm bôi nhọ danh dự của cô. Trước đó, theo một trung tâm thẩm mỹ, Bảo Thanh đã ký hợp đồng về quảng cáo vào ngày 29 tháng 9 năm 2018. Trong đó, Bảo Thanh phải để mặt mộc để thực hiện quảng cáo và nữ diễn viên cũng đã nhận trước 100% giá trị hợp đồng là 60 triệu đồng.
Tuy nhiên đến ngày quay, Bảo Thành xuất hiện với khuôn mặt trang điểm đậm, vi phạm hợp đồng và kịch bản đã thỏa thuận. Không thể thống nhất ý kiến, Bảo Thành đã bỏ về khiến đơn vị này thiệt hại 30 triệu đồng và hiện vẫn chưa hoàn lại số tiền đã nhận trước đó. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 vừa qua, sau việc và người hâm mộ vô cùng lo lắng khi nhận được thông tin nữ diễn viên Mai Phương nhập viện vì căn bệnh ung thư phổi, sau thời gian dài dưỡng bệnh, mới đây thì nữ diễn viên đã vui mừng thông báo về sự chuyển biến tốt của sức khỏe. Không chỉ có vậy, tối qua Mai Phương còn xuất hiện tham gia ghi hình chương trình ca vũ nhạc kịch Bước Chân Hai Thế Hệ, một chương trình mà nhiều năm qua cô đều tham gia cùng nhiều nghệ sĩ gạo gội. Khoe hình ảnh tươi tắn trong buổi ghi hình trở lại đầu tiên sau một thời gian dài dưỡng bệnh trên trang cá nhân, Mai Phương viết: "Xong show thì cũng là lúc trả trời, đừng ai la, đừng ai trách, sao em liều, sao em cố gắng quá. Nhưng đã là công việc, là đam mê, thì khi bước lên sân khấu phải cháy hết mình. Dù có một vài biểu hiện như đau chân, mỏi vai, mỏi lưng, da mặt mẫn cảm, nhưng tình hình sức khỏe của Mai Phương vẫn ổn định." Nữ diễn viên cho biết thêm, hiện việc chăm sóc sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu của cô và cô vẫn chưa có ý định tham gia nhiều show diễn trong thời gian này.